Hàng B. Cần cho trên dưới như thế này cần nhớ bạn đó. Thì bọn hôm nay sẽ câu cá đi quay cho mọi người xem nha. Còn về cái phần mồi câu thì mình vẫn câu cái bài mồi cũ nha các bạn. Đây, mồi này mình đặt tên cho cái mồi này là mồi độ đó, mồi độ chua thơm đó. Câu cá trôi, chép, đu phi, mè dinh, cá chê đó, năm đại cá của cái mồi này đó. Con này đánh nha, hy vọng hôm nay sẽ có cá đi quay cho mọi người xem nha các bạn. Đây, nói chung là thời tiết hôm nay cũng khá là đẹp, hy vọng hôm nay sẽ lên được vài con cá đẹp để quay cho tất cả mọi người cùng xem nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ chờ đợi kết quả nha các bạn. Con cá mình sẽ view lại cho mọi người xem. Hàng B. Có cá nướng rồi, có cá nướng rồi. Nặng không? Chết mấy. Nước lửa không ơi, có cá nướng. Lên hàng, lên hàng. Cái mè nha các bạn. Nó mà không bắt được. Nó giận lên mặt nước luôn mà. Ê mẹ đây bạn, bạn. Rồi mày nhớt. Mày nhớt chắc luôn. Mà bén nó mới dục rồi lụ. Ơi. Con nhớ. Đẩy cái bén. Để đứt ngóc gì đây. Mày nhớt. Chết mày. Chết mày, chết mày. Mày thấy nó ngóc cái đầu lên nó thả xuống hả? Chừng nào mà nó ngóc lên thẳng luôn nha. Vậy là con thẳng này nó chích cái nó. Qua bên kia đi, qua kia đi. Cái đây đi qua đây nè. Đó đầy đi nè.
Đây bạn nè, lại rồi. Nó nữa hả? Nó rồi. Trừ chú bán thôi, trừ khi chú bán thôi chứ còn chú chạy đủ. Lần này nó bắt được là sao mày không bắt anh chứ? Yêu em, anh đã biết bao rồi. Chảy nước miếng. Mắt miếng gì? Chảy nước mắt. Dính không có thể ngơ rồi đó. Dính không dính. Phi sao á? Cái này nè. Chảy nước mắt. Kéo phải chép chép đâu, chép, chép đầu là. Không phải em mẹ thôi. Mèo ha? Không phải. Cái gì vậy? Trời con. Rồi, 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 cho vô, cho vô, cho vô. Cho vô rồi. Rồi. Quá cho trắng luôn nha. Đâu mãi lên nha. Cho đỏ, cho đỏ, cho trắng nè. Đỏ. Đó, 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 hôm nay rồi rồi đó hả? Rồi 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 chết, thấy 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 đi dài 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 chết 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 chấp Việt Nam nha anh em. Nghĩ cho chấp Mỹ rồi. Nghĩ cho chấp Mỹ rồi. Không vậy mà. Được con chết cho các bạn. Con này khoảng ký rưỡi á. Đã. Rồi đó. Cái gửi thật cái 2 cái 3 vậy. Chết Việt Nam, chết Việt Nam. Không không. Chết Việt Nam. Một một ký 6 nha các bạn. À. Ký 6 nha. Chuẩn luôn. À như vậy mà không chuẩn nữa thôi luôn á. Bỏ cho em kìa. Ừ. Bỏ bỏ. Anh bỏ cho em đi. Em quay, em quay cái gì. Anh bỏ, em bỏ cái túi đi, em bỏ đi. Cái xấu luôn nặng ghê ta. Ừ. Rồi, lẫm. Lẫm. Lẫm ha. Kéo đi, đụng mày kéo đi chứ. Kéo đi. Kéo đi. Mạnh á. Mạnh vô. Cái mạnh á yếu chiều vậy. Kéo mạnh chết sao? Rồi. Mấy cái kiếm trâu xuống. Chấp mày.
rồi đây nha các bạn. Hiện tại bây giờ cũng gần 2 giờ rồi nè. Đây, mình đang ngồi ở trong đây, mình đang chờ cá nó ăn cần nè. Mấy cái này thời tiết nó xấu quá các bạn à. Đó, có mèo không à, có mèo vô quá trời có mèo luôn. Mà hồi nãy được con chép, có nó được cái xấu. Đó, nghe chắc ngày hôm nay được mỗi đó thôi các bạn à. Mình đang trong chờ, tôi coi tới đến khoảng 4-5 giờ để coi có con nào to to nó ăn mồi nữa không. Thì ở chung lại là hôm qua mình được con Goofy, thì bạn đang nướng con Goofy ở ngoài kia à. Đang nướng con Goofy ở đây nè. Kệ đi, bưng dính chưa? Chưa, hơi má lộ tăng nướng mát mẹ ăn cá. Goofy nướng hồ lỗ le nha các bạn. Con đưa mày chưa có đâm được rồi đó nha. Lúc đưa đồ tôi xong rồi cầm rồi nát mẹ. À, lục bình ở trên kia, trên kia xuống quá trời luôn các bạn ạ. Hôm nay rất đông nha bạn. Viên viên vàng này khoảng gần 30 cần con mấy. Quá trời đi. Dăng cái lều lên. Đây cần mình cũng có 4 cây thôi. Hàng kia của ban kia của ông bạn. Rất là nhiều nha các bạn nha. Bên kia người ta một ốc á, người ta kéo lục bình ra, giờ gió thổi trôi ở đây nè, không biết tí nữa là sao đây. Ok nha, bạn đang giờ đang thiết kế món cá gô. Cái bình đâu? Cái bình đâu? Ủa? Một cánh bình. Bỏ đây nè. Bỏ đây nè. Đỡ vào đây bọc đây nè. Đây cá Goofy nha các bạn. Goofy tự nhiên ở hồ Núi Le. Nghĩ là giờ mình nướng cho nó cháy cái lớp ngoài thôi, chứ lớp bên trong thì vẫn còn ok nha. Rất là đã luôn. Đó. Nãy quên làm cái ruột. Đâm lỗ mà. Nãy quên làm cái ruột. Để anh để nguyên con vậy nướng luôn. Rất là ngon nha các bạn. Đã chưa, đã chưa. Đây, mời các bạn nha. Thử miếng coi nó mùi vị như thế nào. Đắng. Rất đắng. Đây, mời các bạn nha. Rất là đắng. Chín rồi bạn ơi. Nó chín rồi mà. Chín rồi. Dai dai ngọt lắm. Khỏi khỏi không chấm. Ngon các bạn ơi. Tuyệt vời. Ngọt. Không có đắng mà nó ngọt 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 nhẫn nhẫn. Qua bên đây qua ngồi nè. Cái màu xanh đó là hơi nhẫn nhẫn. Ừ. Chứ nó ngọt. Thưởng thức lên đi chứ. Goofy ngon lắm bạn ơi. Goofy tự nhiên rất là ngon nha các bạn. Xe nó bầu không đi. À, bỏ ra gì vậy. Nó nhớt. Con này tầm nửa ký thôi. Không có hơn. Hồi nãy bạn nó nướng đâm vô nó bị lủng cái ruột này. Nên cái phần mà đắng đắng mình sẽ bỏ qua bên. Rất là đã luôn. Câu cá lên và thưởng thức món cá tại điểm câu luôn thì chân có tuyệt vời. Nóng nè. Nó nhẵn nhẵn. Nóng hổi luôn. Ngon lắm mà. Giáo thế ta. Đã. Ok bạn, giờ mình với lại hai bạn mình thưởng thức cái món cá phi xong rồi tí nữa mà có nó cá ăn sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Ok. Ok. Mình đây nha các bạn. Thì hiện tại bây giờ là 4:30 rồi. Đó. Thì mình làm những cái video trước á thì có cá quay lên cho mọi người xem thì mọi người sẽ cho rằng à thì quăng mồi xuống thì mồi gì có cá nó sẽ ăn thôi. Nhưng mà không phải.
đâu phải lúc nào là mình cũng câu lên được cá và nhiều cá lên cho mọi người xem đâu. Chẳng hạn như ngày hôm nay vậy, thật ra là mình đi 2 ngày 2 đêm rồi, hôm nay hết nốt từ ngày hôm nay nữa là tròn 2 ngày 2 đêm. Mình câu từ một lúc 12 giờ đêm bữa thứ 6 rồi, nhưng mà mình không có quay. Có sáng ngày thứ 7 mình có câu được mớ cá mè và cá rô phi. Mình có đăng ở trên kênh Hằng Minh Official á, thì các bạn có thể lướt qua và xem thử. Thì nói chung là cá mè câu lên á mình đều thả hết đó. Nói chung là ở cái hồ Nô Le này á, cá mè đứng top 1 rất là nhiều luôn. Hôm nay là Gia Huyên một vàng cần là tầm chừng 30 cân có mấy á, không được một con trôi nào. Là chỉ có nãy ông bạn hồi nãy mình quay lên á là được một con chép 1,6 kg thôi đó, chứ toàn bộ là từ trên dưới là đều là lên cá mè hết. Mình cũng có không khác về lại từ ngày hôm qua giờ mình lên được 5 con cá mè rồi đó. Nói chung là câu cá là một cái niềm đam mê và cái sở thích. Câu lên được cá thì vui, mà không lên được cá thì cũng không sao, nhưng mà sẽ vui hơn nếu có cá, tại vì mình quay clip cho mọi người xem sẽ hấp dẫn hơn đó. Thì nói chung lại là không phải lúc nào mình cũng đi câu cũng có cá để quay cho mọi người xem đâu. Có đôi khi á, có nhiều lúc á mình ngồi mình chờ đợi á, để mình quay được clip cũng cá cho mọi người xem á, rất là khó, rất là chua. Đôi khi nó còn chua hơn là mình cắn cái quả chanh nữa. Cái quả chanh nó chua không bằng mình ngồi mình chờ đợi mà khi câu được con cá cho mọi người xem đâu. Đó bây giờ đó. Giờ bắt đầu chứ đi là bắt đầu là ít cá lại rồi. Cá mè thì nhiều. Hiếm lắm lên được 1-2 con trôi nữa cho mọi người xem. Bây giờ bắt đầu trời mưa xuống rồi thì tỷ lệ lên cá ít lắm. Đôi khi là câu lên được toàn cá mè thôi chứ không có cá trôi cho mọi người xem đâu. Chắc cũng chuẩn bị những cái lý do đó mình không quay lại những quá trình mình câu cá mọi người xem, nhưng mọi người không thích. Mọi người không có like nhiều. Mình cũng không có vui vẻ gì ở trong cái này cả. Cái điều mình cần là cái điều mọi người người vô xem thích, người like ủng hộ cho mình thôi. Ở chung thì đam mê với mình thôi. Chứ mình thấy mình có câu lên được cá hay là không lên được cá gì nữa, mọi người cũng vô xem xong rồi người đi ra thôi. Bây giờ mình dở lắm các bạn. Rất là dở luôn. Bây giờ mình rất là tệ luôn. Đôi khi mình lại về mệt á, mình lười á. Những cái cảnh mình hay cũng quay lại, mình không muốn phô trương và không muốn khoe khoang những thành tích của mình, tại vì câu cá là một cái đam mê. Khoe khoang làm gì, chẳng được cái gì cả. Lâu rồi mình không có nói chuyện với các bạn, có nhiều bạn thì không biết. Thôi hôm nay có gì mình nói hết các bạn biết luôn đó. Từ nãy giờ mình nói cho bạn biết rồi đó. Có những cái mình không có quay lại, mình không muốn chứng tỏ cái mình có điều gì cả. Có nhiều người nói mình khoe khoang đồ dấu bài mồi đồ này kia đồ cắt kiểu các thứ, trên kênh mình thiếu gì mồi đó. Thì nói chung lại là cái bãi mình đang câu nè, mình bắt được 18 con voi đỏ rồi, tổng cộng là 45 kg, là xảy hết 3 con. Là từ lúc mà cá nó xảy tới bây giờ á là cá nó không ăn nữa, mà có ăn nhưng mà ăn bãi kế bên, làm biết cái bãi này nó đã bị bể rồi. Nhưng mà mình không có bỏ. Tính của mình á, mình câu ở chỗ nào á, mình câu ở một chỗ, chứ mình không có thay đổi được cái điểm câu của mình. Dùng móm mình cũng chịu. Kệ. Mình thích cái nào là một chỗ thôi, chứ không có, có di chuyển ở đâu hết. Giống như sông Ui ha, hoặc là Nô Le gì cũng vậy. Mà sông Ui bây giờ nó thành sông máy nhiều quá rồi. Câu con cá không được nữa. Nên mình câu ở Nô Le. Thôi, mình gán câu hơi, câu tới cái mùa mưa. Để kiếm cá, có cá hay không cá gì cũng cố gắng có clip để quay mọi người xem, chia sẻ đam mê với mọi người. Mong mọi người sẽ yêu thích và ấn like, chia sẻ, ủng hộ cho đam mê cá mình nha các bạn. Thôi, cái video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thật sự là đam mê câu cá và yêu thích những người mà thật sự đam mê câu cá, các bạn hãy ấn xin một like và một đăng ký để giúp kênh của mình nó càng ngày càng phát triển nha các bạn. Ok, chúc tất cả các bạn có một ngày xem video vui vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thành công trong cuộc sống nha các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Tuần sau chắc cờ cũng đông vui lắm. Tạm biệt các bạn.